Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay cửa hàng điện thoại di động MV sẽ hướng dẫn các bạn cách unlock và chạy tiếng Việt một con Xiaomi hoàn chỉnh các bác nhá. Hiện tại thì dòng Xiaomi này thì trên tay mình đang cầm là con lốt 11 Pro. Các bạn muốn áp dụng tiếng Việt thì các bạn phải trải qua 3 giai đoạn. Bước 1 là các bạn phải unlock được một các bạn phải add được một tài khoản vào đây để Xiaomi cấp quyền unlock các bác nhá. Bước thứ hai là các bạn phải unlock được bootloader, và bước thứ ba thì phải tìm đúng cái bản ROM quốc tế để chạy cho cái máy này. Thì trên tay mình đang là Xiaomi Note 11 Pro. Máy này là máy sách tay của bên Trung Quốc này. Nó không có cái không có tiếng Việt nhá. Đây này, Xiaomi Note 11 Pro. Đấy, thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách áp dụng tiếng Việt cho cái máy này nhá. Để áp dụng tiếng Việt thì máy này sẽ trải qua 3 bước như mình đã nói ở trên. Thì bây giờ bước đầu tiên là bước đăng nhập tài khoản vào để cấp quyền unlock, để xin quyền unlock cho cái máy máy Xiaomi nhá. Đầu tiên để xin quyền unlock thì các bạn phải đăng ký một tài khoản Mi. Đấy, tài khoản Mi thì đăng ký như nào mình sẽ không hướng dẫn nữa. Các bạn vào cái mục này, các bạn đăng ký một tài khoản Mi như này nhá. Sau khi đăng ký một tài khoản Mi xong này, các bạn dùng cái dữ liệu di động của nó và không được dùng wifi nhá. Phải dùng dữ liệu di động của chính cái sim mà mình đăng ký tài khoản Mi đấy. Các bạn bật lên như này, như bên mình đang bật này nhá. Sau khi đăng ký xong, các bạn bấm vào cái mục My Device này. Các bạn bấm vào cái mục On Spec này. Đấy, chạm liên tục vào cái chữ MIUI Version như này. Chạm nhiều lần đến khi nào nó ghi là Low Lit, bạn đã bật nhà phát triển như này nhá. Đã bật cái Develop Option như này. Develop thì là mình sẽ quay trở lại. Quay trở lại. Kéo xuống cái dòng có 3 cái dấu chấm đây nhá. Installation Setting này. Kéo xuống cái dòng Develop Option. Mình đang quay ở cửa hàng nên là nó hơi ồn một tí, các bạn chịu khó nghe video nhá, xem như mình sẽ thành công 100%. Sau đó các bạn bấm vào cái mục Mi Unlock Status này. Đây là cái bước xin quyền để unlock bootloader. Các bạn bấm vào chữ S Account and Device. Đây, các bạn phải bật 3G bằng dữ liệu di động của chính cái sim đăng ký nhá. Các bạn bấm vào chữ S Account and Device này ở dưới cùng này. Đấy, khi mà các bạn bấm vào này, trên máy nó hiện chữ là S successfully như này. Đấy, thì là các bạn S thành công nhá. Sau đó các bạn ghi ngày ra, ngày ép tài khoản ra như mình đây. Ví dụ như là khi cái máy này là mình đã ép đủ thời gian rồi này. 11 giờ ngày 14 tháng 7 năm thì đến ngày 21 tháng 7 sẽ đủ thời gian. Đây là mật khẩu của tài khoản Mi mình ghi ra thôi. Máy này mình chạy cho khách. Đây các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đến bước thứ hai. Bước đầu tiên là bước xin quyền rồi. Thì cái này mình đã đủ thời gian 7 ngày rồi. Từ ngày 14 đến ngày 21 là 7 ngày rồi các bạn nhá. Sau khi đủ 7 ngày thì bây giờ sẽ đến bước thứ hai là bước unlock bootloader. Thì để mà unlock được bootloader thì chúng ta chuẩn bị một cái tool là tool Mi Unlock này nhá. Thì mình sẽ để cái link của cái tool này ở dưới mục mô tả video. Các bạn tải về, sau các bạn mở lên giải nén ra này. Đây mình sẽ xóa cái này đi. Các bạn tải về. Máy tính của mình nó đang lỗi nên hơi chậm tí. Tải về nha, các bạn giải nén ra này. Giải nén ra. Đấy. Các bạn đăng nhập tài khoản Mi vào đây. Các bạn mở lên. Mở cái tool này lên nhá. Thì khi mở lên nó có một cái mục là Mi Flash Unlock này. Các bạn bấm vào đây. Đấy. Bấm vào run này. Mở thông thường. Đấy, bấm vào cái chữ chấp nhận này. Đấy, đồng ý nhá. Khi mở đây các bạn bắt đăng nhập cái tài khoản Mi mà các bạn đã đăng nhập ở trong cái máy Mi này của mình này ở một tuần trước này. Đấy, các bạn đăng nhập cái tài khoản Mi mà trước đây mình đã đăng nhập cái máy này vào cái mục này. Đây, bây giờ bên mình sẽ tiến hành đăng nhập vào nhá. Đây nhá, mình đã đăng nhập cái tài khoản Mi trên máy rồi này. Cái tài khoản Mi có số điện thoại là 6366 và ID là 5820 này. Đấy, mình đăng nhập đúng cái tài khoản mà 5820 này ở trên cái máy tính nhá. Sau đó bây giờ các bạn bước tiếp theo là các bạn tắt nguồn đi, đưa máy về chế độ fast boot này. Tắt nguồn. Các bạn làm theo clip này của mình thì thành công 100% luôn nhá. Đưa máy về chế độ fast boot bằng cách giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng một lúc. Nguồn này và giảm âm lượng. Các bạn giữ cùng một lúc nhá, đến khi nào lên chữ fast boot thì bỏ tay ra. Đấy, lên chữ fast boot như này thì bỏ tay ra này. Sau đó các bạn cắm điện thoại kết nối máy tính. Cắm điện thoại này, kết nối máy tính như này nhá. Xong bấm vào chữ unlock ở trên máy tính. Đấy, bấm vào chữ unlock như này thì trên máy tính nó sẽ hỏi là khi unlock thì thiết bị sẽ xóa tất cả mọi dữ liệu này. Bạn có muốn tiếp tục không thì bấm vào all away, nghĩa là unlock tiếp tục. Đấy nha các bạn nhá, các bạn phải backup hết dữ liệu ra. Đây. Bây giờ bấm tiếp vào chữ all away này, unlock all away này. Đấy, thì quá trình unlock nó đang diễn ra nhé.
Đoạn lóc đang diễn ra được 50% này. Đấy, trên máy đang chế độ fast boost này nhá. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn bấm vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách áp zoom tiếng Việt. Đây, máy trên máy đã báo là unlock successfully rồi. Thì trên điện thoại nó có một cái hình ổ khóa mở ra như này, nghĩa là máy đây đã được unlock boost rồi các bạn nhá. Thì bây giờ sẽ tiến hành chuyển sang bước thứ ba là bước tìm zoom. Tìm đúng zoom theo máy và các bạn chạy zoom tiếng Việt. Bây giờ trên máy nó phải báo unlock successfully và trên điện thoại nó báo là cái hình mở khóa như lúc nãy, thì là máy này đã được mở khóa boost order rồi các bạn nhá. Thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành tìm zoom đúng theo cái đời máy của các bạn. Mình hướng dẫn cây này nhưng các bạn có thể làm máy khác được, chứ không riêng gì là hướng dẫn cây này mà làm đúng cây này. Mà mình hướng dẫn máy này thì các bạn có thể làm được tất cả mọi máy của Xiaomi khác nha các bạn nhá. Đấy, bạn nào bấm vào đăng ký kênh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách flash TWP này, flash zoom Google, flash zoom theo ý của mình. Đấy, các bạn cứ đăng ký kênh của mình nhá. Thì bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn tuyệt đối là không được nhắn tin qua fanpage của mình để hỏi nhá, vì trên này mình đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Fanpage của mình chỉ hỗ trợ bán hàng thôi, nên là các bạn mà có nhu cầu mua hàng thì các bạn cứ like fanpage lại và đăng ký kênh. Thì bên mình chuyên bán những sản phẩm điện thoại tại Hà Nội và ship trên toàn quốc. Thế nên là các bạn không được nhắn tin qua fanpage của mình để hỏi xem nào vướng chỗ này vướng chỗ kia, vì trên này mình đã hướng dẫn cực kỳ là kỹ rồi. Các bạn xem kỹ video nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi máy lên và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm zoom. Ok, đến bước 3 là bước tìm zoom. Các bạn vào truy cập vào Google này. Các bạn sẽ vào một cái link. Ở đây mình sẽ để cái link của cái tải firmware của zoom này ở dưới mục mô tả các video. Thì đây mình vào cái link là mifilm.net các bạn nhé. Thì mình sẽ để dưới mục mô tả của video. Các bạn chỉ việc vào mục mô tả thôi là các bạn sẽ thấy link của cái trang web này. Thì để mà tải được đúng cái zoom này, các bạn không được gõ bừa nhá. Các bạn phải làm đúng như tình trình tự như mình. Là đầu tiên các bạn phải vào chế độ fast boost này. Các bạn, đây là máy mình chưa cần đợi nó lên, nó vừa xóa dữ liệu. Đây, các bạn vào chế độ fast boost bằng cách ấn nguồn và nút giảm âm lượng nhá. Vào chế độ fast boost nhá. Đấy, các bạn ấn nguồn mới giảm âm lượng như này. Đến khi nào máy lên chữ fast boost thì bỏ tay ra. Đấy, ok, máy lên fast boost như này thì các bạn cắm cái điện thoại kết nối máy tính nhá. Đấy, các bạn gõ vào cái phần mềm, các bạn sẽ tải một cái phần mềm ADB. Đây, ở đây mình cài sẵn cái ADB rồi. Thì mình sẽ để cái link của cái ADB này, các bạn cài xong thì các bạn mở lên nó sẽ như thế này. Các bạn gõ cái lệnh là fastboot này. Fastboot. Đây nhá. Các bạn gõ cái lệnh fastboot get virus như này. Phát bốt ghét vào ôn nha, vì mình gõ bằng một tay quay nên là nó hơi chậm. Đấy, sau các bạn bấm Enter trên máy tính này. Enter. Đấy, thì ở đây nó sẽ ra thông số của cái máy nhá. Đây, các bạn kéo xuống cái dòng mà có cái chữ là product này này. Đấy, các bạn phải gõ xuống cái dòng là product nha. Các bạn tìm cái dòng này. Một số con thì nó ở cái mục bên trên này, nhưng một số con thì cái dòng product nó sẽ bên dưới này. Thế là các bạn nhìn cái dòng nó có chữ product này. Đây, product này nhá. Các bạn phải tìm như thế, không là các bạn tìm sai zoom là nó sẽ break máy đấy. Nghĩa là khi áp zoom là máy sẽ không lên gì đâu. Thế nên các bạn phải tìm đúng cái zoom nhá. Đây này, các bạn phải gõ là product này. Ở đây là của mình là Pi Sasa. Đây nhá, product này, Pi SSARRO. Đấy. Thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành vào cái trang web này. Mình sẽ gõ đúng cái này, Pi SSA. Đấy, RRO này nó sẽ ra cái tên máy của mình nhá. Đấy, mình phải gõ như thế thì mới chuẩn tên máy được, chứ mình không được tìm bừa. Đấy, sao mình gõ như thế thì mình kéo xuống dưới này, thì ở đây nó sẽ có mục là zoom của China này, zoom global này, zoom Indo này, đại loại là zoom Nga nghĩa Taiwan linh tinh. Thì mình sẽ chọn là global nhá. Global nghĩa là zoom quốc tế. Đấy, mình sẽ chọn global và mình sẽ tải bản MIM 13 mới nhất hoặc là 13. Đây, mình sẽ tải bản 13 về chạy này. Đấy, download, kéo về dưới mục download server Xiaomi, các bạn tải về nha các bạn nhé. Đây, đấy, bản zoom này sẽ được tiến hành loát về, mình sẽ lưu ra trên máy tính này, lưu ra màn hình máy tính. Ok, quá trình tải zoom nó đang diễn ra. Đây, quá trình tải zoom đang diễn ra đây nhá. Sau khi tải xong, đây, cái file mình đã tải về và mình đã giải lén ra như này nhá. Cái file zoom mà vừa loát về thì mình đã giải lén ra thì thành một cái file như này. Đây, giải lén file ra thì nó thành một cái file như này nhá.
thì để mà chạy tiếng Việt thì các bạn đưa điện thoại về chế độ fastboot. Nếu mà máy các bạn chưa đưa về fastboot ấy thì các bạn đè nguồn mới giảm âm nhá. Tắt nguồn đi, xong đè nguồn mới giảm lượng, máy lên chữ fastboot như này thì bỏ tay ra và cắm cáp cái lỗ điện thoại máy tính này. Đây, cắm cáp cái lỗ điện thoại máy tính như này nhá. Thì để mà chạy được tiếng Việt thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái tool là tool Mi Flat này. Thì mình sẽ để cái tool này dưới mục mô tả video. Sau đó các bạn giải lén cái tool này ra. Đấy, tất cả các công cụ này mình sẽ để dưới mục mô tả video. Còn những cái bản file mà link tải file thì mình sẽ để hết ở dưới các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ vào trong mục mô tả video ấy, với mục bình luận các bạn xem. Đây, mình sẽ mở cái tool Flat này lên này, tool Mi Flat 2018 này lên. Đây, mở lên. Mở lên, vào mục mở lên nhá. Khi mở tool này nó sẽ có một cái mục là Xiaomi Flat thế này. Thì các bạn mở cái này lên. Đây chính là cái tool mà để Flat. Thì các bạn bấm vào chữ Select này. Select này. Đấy, các bạn kéo xuống cái dòng cái bản zoom lúc nãy mà mình đã giải lén ra, cái bản firmware ấy. Các bạn chọn vào đến cái mục này nhá. Đấy, đừng chọn đến mục image mà các bạn chọn đến mục này. Các bạn bấm vào chữ OK. OK nhá. Thì trên này nó đã chọn rồi này. Và bên dưới này các bạn bấm vào chữ Clear On nhá. Các bạn mà không bấm vào chữ này là sai lầm đấy nhá. Các bạn hết sức lưu ý là phải bấm vào chữ Clear On, mà mặc định của nó là Clear and Lock. Nếu mà các bạn mà để Clear Lock là máy sẽ bị treo logo nhá. Các bạn bấm vào Clear On này. Đấy. Sau khi chọn như thế xong xuôi ổn định rồi, các bạn bấm vào chữ GFS để cho nó nhận cái chế độ fastboot của điện thoại. GFS này đấy. Thì ở đây nó đã nhận chế độ fastboot rồi này. Nó nhận điện thoại rồi nhá. Thì các bạn bấm vào chữ Flat này này. Đây, bấm vào chữ Flat như mình này nhá. Đấy, bấm Flat. Thì bây giờ quá trình Flat firmware nó sẽ diễn ra. Nó sẽ chạy. Đây, nó đang quá trình nó đang chạy này. Đấy, các bạn cứ đợi thôi, ngồi làm cốc nước trà đá chạy. Đợi cho nó chạy xong, lúc nào xong rồi anh em kích hoạt lên. Đây, nó đang chạy này. Bạn nhìn chưa? Clip này thì mình làm không có giấu giếm cái gì cả. Các bạn cứ làm theo mình thì thành công 100% nhá. Các bạn chỉ cần đăng ký kênh của mình thôi để mình có động lực để mình làm ra video. Đợt trước thì mình cũng làm rất nhiều video hướng dẫn các bạn rồi. Thế nên là các bạn nào mà đã từng đăng ký kênh rồi thì chắc các bạn cũng biết. Đợt này mình bận, mình không có thời gian để mình làm nhiều video, vì mình chủ yếu là để bán điện thoại. Thế nên hôm nay đang rảnh có cái máy này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng tiếng Việt. Đây, bây giờ quá trình diễn ra Flat này nó sẽ diễn ra khoảng tầm 5 phút nhé. Các bạn làm cốc trà đá nhâm nhi và đợi thôi, đừng làm tuột cáp. Đấy, đợi nó chia ra, nó Flat. Sau khi nó chạy xong thì máy nó sẽ tự khởi động lại nhé. Nên là các bạn không cần phải mở nguồn mà máy sẽ tự khởi động lại. OK, máy đã trên tool đã báo là Flat Success, nghĩa là báo thành công rồi nhá. Thì trên điện thoại nó sẽ tự khởi động lại này. Đấy, trên điện thoại nó sẽ tự khởi động lại như này, nghĩa là máy đã tiến hành Flat thành công luôn tiếng Việt rồi. Đấy, rất đơn giản như thế thôi. OK, sau khi uống trà đá và đợi 6 đến 9 phút xong, thì anh em máy đã lên rồi nhá. Thì bây giờ các bác chỉ việc thiết lập máy lên thôi. Máy bây giờ sẽ đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt cũng như toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới luôn nhá. Nó thành máy quốc tế luôn, rất là ngon lành cành đào luôn. Chọn Việt Nam, thiết lập lên như bình thường. Đấy, mình sẽ thiết lập nhanh lên cho bạn xem luôn. Thì bây giờ máy lại sẽ thành như kiểu máy quốc tế, các bạn có thể reset thoải mái, update thoải mái OTA luôn nhá, không khác gì máy quốc tế hết. Các bạn nhớ vào đăng ký kênh của mình thì mình sẽ có động lực để mình làm ra những cái video khác. Và nếu mình thấy ít cái lượng người like, ít người theo dõi thì mình sẽ không làm clip nữa. Đây, quá trình thiết lập này nó mất đến vài phút. Đấy, các bạn cứ thiết lập lên như thế thôi. Thì sau khi lên xong thì cái máy này nó sẽ như một cái máy quốc tế nhá. Tất cả mọi máy Xiaomi khác thì các bạn cũng làm như thế. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài TWRP này, rồi cài Zoom Google, rốt máy linh tinh. Các bạn thích cây nào thì mình có máy, mình sẽ có thời gian mình sẽ làm cho các bạn xem. Đấy là tất cả các bước để mà chạy Zoom tiếng Việt, Zoom quốc tế cho một máy Xiaomi, máy sách tay từ nước ngoài về.
Sau khi làm xong thì máy nó như một cái máy quốc tế luôn nhá. Ok, mình đã flash xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua một số chức năng cho các bạn xem nhé. Thì sau khi flash xong này thì máy sẽ là một cái máy quốc tế và đầy đủ set play này, các bạn nhìn chưa? Đấy, đầy đủ set play nhá. Sẽ không phải cài set play thủ công nữa. Và các bạn có thể cập nhật ODA thoải mái luôn nhá. Các bạn vào mục giới thiệu điện thoại này, các bạn cập nhật ODA thoải mái luôn. Đấy, cập nhật điện thoại Ninh Tinh. Đây, cập nhật hệ thống Ninh Tinh nhá, thoải mái luôn. Máy này mình đang không kết nối mạng Wi-Fi. Đây. Máy này là Xiaomi Note 11 Pro. Thì tất cả các máy Xiaomi khác các bạn cũng làm tương tự như này, đều thành công 100%. Và sau khi làm xong thì máy sẽ như một cái máy quốc tế, đầy đủ tiếng Việt, safe play, nói chung là ngon lành, cành đào hết các bạn nhá. Đấy, các bạn nếu cảm ơn mình thì các bạn chỉ cần đăng ký kênh thôi. Đấy là một lời cảm ơn thôi. Rồi, xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.